Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 4630 về quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, Metro số 1. Nguyên tắc phối hợp là khi xảy ra tai nạn giao thông trong phạm vi tuyến Metro số 1, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khai thác vận hành đường sắt đô thị phải phối hợp với các cơ quan chuyên ngành giải quyết đảm bảo an toàn, khôi phục nhanh chóng và kịp thời. Phải tổ chức cứu giúp ngay đối với người bị nạn, tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn. Các tổ chức cá nhân có thẩm quyền khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường sắt đô thị phải có trách nhiệm đến ngay hiện trường để giải quyết, không được gây trở ngại cho việc khôi phục giao thông vận tải đường sắt đô thị sau khi xảy ra tai nạn. Khi có sự cố tai nạn giao thông đường sắt thì phải thành lập ngay hội đồng giải quyết. Đối với sự cố tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng trở xuống, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành lập hội đồng giải quyết sự cố. Từ rất nghiêm trọng trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập hội đồng giải quyết. Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị phải thành lập hội đồng phân tích sự cố tai nạn giao thông đường sắt đô thị. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an thành phố chủ trì, các cơ quan tham gia phối hợp gồm Bộ Tư lệnh thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong, Ủy ban Nhân dân quận 1, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 và các cơ quan khác có liên quan theo yêu cầu, phương án của Công an thành phố. Các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý sự cố tai nạn phải phối hợp thu dọn hiện trường trong thời gian nhanh nhất, ngăn chặn lây lan hóa chất độc hại, khí độc nếu có, tiêu độc, khử trùng, phòng dịch, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra sự cố tai nạn.